À, xin chào tất cả các bạn. Hiện nay thì mình đang có mặt ngay một cái chỗ nó cũng rất là độc đáo các bạn ơi. À, các bạn thấy có cái bảng hiệu là tiếng Anh để là cái gì đó các bạn. Thì cái từ đó nó mình không dành tiếng Anh các bạn ơi. Theo mình biết thì cái này là gọi là cái công viên các bạn, giống như một cái công viên mà người ta làm bằng hoàn toàn bằng cái vỏ xe đó các bạn, mà mình bắt gọi là cái lớp xe đó. Đó, từ những cái vật dụng, những cái đồ trang trí, rồi cái kể cả cái mái nhà, rồi cái cổng vào, rồi các thứ thì các bạn thấy nó đều làm bằng cái vỏ xe các bạn. Thì bạn thấy từ từ ngoài cổng vô thì các bạn đã thấy nhìn thấy những cái vỏ xe đó, đó nguyên một cái tháp mà đồng hồ các bạn đó, trên cao đó ha. Rồi những cái mái che đó là những cái chỗ mà để phục vụ khách uống nước cà phê đó các bạn. Thì đây có chỗ lễ tân này, người ta bán vé để đi vô khu này, thì mình cũng được anh Phúng là cái chủ nhân của cái khu công viên lớp xe này mời mình đến đây các bạn. Thì để mình vô đây mình quay cái những cái gì độc lạ đó, độc đáo mà làm từ cái lớp cái vỏ xe rất là hay các bạn xem. Đây trước mắt là có cây khẩu súng thần công nè các bạn, để ngay trước cổng ha, thể hiện cái uy lực của chủ nhân các bạn đó. Thì để mình đi vòng vô một vòng ha, mình có thể mình xem rồi mình quay lại cái clip để em chia sẻ các bạn xem cho vui chơi. À, nghe nói đó là được đạt kỷ lục đó các bạn ơi. Chào anh Đông. À. Rồi rất hân hạnh. Chào anh em mình. Chào. Ở đây là cái công viên gọi là công viên vỏ xe hả anh? Công viên vỏ xe À, đúng công rồi. viên vỏ xe các bạn ơi. Anh giới thiệu cái chỗ của mình anh. Đây là công viên lớp xe. À À, Thay bắt. Tất cả những cái sản phẩm trong này được làm từ lốp xe rất là nhiều. cái địa điểm của mình là cái gì, chỗ gì anh? Thôn Phước Thượng, xã Phước Đông. À các bạn ơi, ở đây là thôn Phước Thượng, Thượng, thôn Phước Thượng, xã xã Phước Phước Đông Đông. của cái tỉnh Khánh Hòa Nha Trang nha các bạn. Thì anh Phúng ảnh là cái người mà sáng kiến ra cái công viên này, cái công viên thu nhỏ thôi các bạn ơi. Thì các bạn thấy hoàn toàn là làm bằng những cái lốp xe mà cũ đó các bạn. Đó, rất là hay. Thì ngày hôm nay mình có dịp mình đến đây thì anh nhờ anh Phúng là chủ cái công viên này để ảnh giới thiệu những cái độc lạ mà làm từ cái lớp xe cho bạn xem ha. Thì trước mắt ở đây là cái này là gì anh? Cái hồ bơi, còn đây là những con cua, con ghẹ, con đồ làm từ lốp À, xe. các bạn thấy những cái con cua ha, con tôm các bạn, là làm từ lớp xe rất là Đây độc đây đáo luôn á. cái trống bằng lốp xe để đánh một Ồ. hồi trống đón anh Đông chứ. Quá hay luôn. Đón anh Đông luôn Quá hay. À, cái cổng đi vô thì mình thấy có cái bức bình phong một anh cái bức bình phong có để chữ Tâm các bạn. còn À, lối kiến trúc của Huế đó. cái này là cái kiến trúc của Huế các bạn, làm bằng bằng cái chén kiểu phải không anh? Mảnh sành đúng rồi, À, cái mảnh mảnh sành. mảnh mảnh thành rất là hay các bạn. Rồi tiếp tục mình đi vào trong anh. Ở Ở đây mình ngoài thấy khách tham quan cũng nhiều ha anh Phúng. rất là đông, có À. một đoàn 200 người vừa mới về, còn đây là À. chật cứng luôn, không không chỗ Ồ. đi luôn. Ồ các bạn ơi, đây mình thấy cái ngôi nhà này mình đã từng thấy trên báo đài đăng rất là nhiều nữa các bạn. Cái ngôi nhà này được thiết kế trên một cái cây thị các bạn ơi. Đó, thiết kế trên một cái cây thị rất là lớn các bạn. À. Nguyên một cái vườn cây luôn các bạn ơi. À, thấy bên đó thì cây chuối ha, cây sồi hay gì đó. Cây sứ đại. À, sứ đại, sứ đại. Bồn chuối luôn các bạn. Này, cây chuối có cái bồn luôn nè. Bắp. Bên đây là cái dừa hả anh? Thiên tuế. À, thiên tới, thiên tới. Hai thăng luôn. Cái cỏ kìa. Ồ, bên đây cây cọ. Quá là hay luôn. Rùa nè các bạn. Rùa, rùa biển. Rùa biển nè. À, cua. Chà, cô này quý khách đã quặng cái càng rồi. Ồ. Quặng cái càng rồi. Đó, càng đó. Thôi thôi làm lại. Này là quá đông mà khách nó nhỏ nhỏ nó leo lên nó. Này mới mốt chắc phụ quả cái sườn thêm. tôm hùm Alaska. À, tôi còn Alaska. Cái dầu luôn. Hay vậy trời luôn. Còn đây là cái ngôi nhà mà được làm trên một cái cây thị cổ thụ các bạn ơi. Đó, thì cái ngôi nhà này mình
mình thấy báo chí đăng rất là nhiều nè các bạn. Đó, có rất nhiều báo chí nói tới cái ngôi nhà này là qua một cái cơn bão số 5, cơn bão nào đó không biết nữa, mình quên rồi. Là cái ngôi nhà này không có bị cái gì trơn các bạn. Đó, được xây dựng trên một cái cây thị các bạn, thị cổ thụ luôn á. Đó, bạn thấy anh làm rất là kiên cố. Anh Phúc anh chia sẻ thì có thể là lên đây để ngủ ở trên đây được luôn các bạn. Đó, bạn thấy nè, đây này là cái thị các bạn ơi. Nó thị rất là lớn ha. Nó được bắt những cái gỗ mà để làm cái sàn đó các bạn. Rất là chắc chắn luôn á. Đó, mình đi bây giờ lên tới cái chỗ tầng thứ nhất rồi đó các bạn. Nhìn xuống ở dưới thì đây nè, các bạn thấy những cái cây bắt xuyên bắt ốc xuyên qua cái thân của cây thị luôn các bạn ơi. Các bạn thấy rất là độc đáo không? Nó có cầu thang lên trên tầng 2 nữa các bạn. Nó trên tầng 2 thì mình thấy ảnh có trưng bày những cái chai rượu gì lâm lâm nè các bạn. Đó thì cái trên đây mình thấy có cái giường nằm nữa các bạn. Đó, này có thể lên đây nằm nghỉ trưa thì cũng rất là mát các bạn. À, độc đáo không? Đây có cái máy hát mà loa kèn ngày xưa đó các bạn. À, có những cái kệ rượu ha. Cái máy loa kèn này thì rất là cổ của các bạn. Ngày xưa thì cái này là quay dây thiều của các bạn. À, muốn hát là phải quay cái dây thiều lên ha. À, từ cái trên nhìn xuống toàn cảnh ở dưới các bạn. Nghe anh chia sẻ thì tương lai còn làm rộng lớn nữa các bạn ơi. À, trước mắt thì ảnh mới khai trương thôi, thành ra là cũng chưa có lớn lắm. À, các bạn thấy những cái chiếc vỏ xe thì mỗi lúc mỗi nơi ha, đi đến đâu cũng bắt gặp hết trơn trong cái công viên này các bạn, rất là nhiều luôn á. Bên đây các bạn thấy có hình một cái chú khỉ King Kong đó các bạn. À, chú khỉ khổng lồ luôn ha. Ồ, làm toàn bộ là bằng cái lớp của xe cho nó các bạn. Rất là độc đáo ha. Đó thì cái này là mặt sau của cái ngôi nhà trên trên cây nè các bạn. Ngôi nhà này là mình thấy trên báo chí có đăng là đạt kỷ lục Việt Nam gì đó các bạn ơi. À, đây có cái cây cây này được ảnh chia sẻ là giống như là một cái loại cây mà cây gỗ gỗ hương gỗ gì đó các bạn, nhưng mà có cái hoa rất là đẹp các bạn ơi. À, phía bên đây mình thấy có một cái con rồng khủng long đó các bạn. Rồng có cánh ngày xưa nè, rồng là thời 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 cổ tiền sử gì đó các bạn ơi. Đó, cũng làm từ cái vỏ xe nhìn rất là độc đáo các bạn. Đó, về bên kia là cái tháp đồng hồ đó các bạn. Rồi, cái tầng dưới của tháp đồng hồ là cái nơi mà để mình lên đó ngồi uống cà phê đâu đó các bạn, hóng gió ha. Đó, còn bên đây là có một cái tòa lâu đài các bạn. Đó, lâu đài mang phong cách là cổ cổ điển ha, mà nghe anh chia sẻ thì cái này được làm từ xốp các bạn ơi. Gọi là lâu đài xốp ha, thì xốp là bao bên ngoài thôi các bạn, còn bên trong nó vẫn là cốt thép bê tông ha. Ở bên trên thì có một cái ngôi nhà cổ các bạn. Nhà cổ này thì được ảnh phục chế lên thôi chứ không phải là ngôi nhà nó cổ xưa mà ở đây các bạn. Anh này nghe anh chia sẻ thì lấy ở nơi khác về các bạn, phục À, chế con thôi. đang nằm ngửa ra, đè Đó, xuống nè đi. xa xa ở trên thì Ở các bạn cũng thấy được rồi.
có một cái tháp ở trên nữa. Mà bên đó thì nghe anh chia sẻ là sau này làm cái thứ ba gì trên đó đó các bạn. Sau cái khu cái giai đoạn 2. Bây giờ mình đi mình vô cái lâu đài đi anh Phúc. Ồ, ở đây là cái cây cây ngọa tùng phải không? À, dương liễu, cây dương liễu. Cây dương liễu. Dương liễu bằng lớp xe. À, dương liễu bằng lớp xe các bạn ơi. Độc đáo không? Ồ, cái này là cái chầm á hả anh Phúc? Rồi. Cái này là mình ráp hay sao mà nó có được cái hình gì anh? Hình con rồng, cái khối rồng nó đục ra. À, nguyên cái khối mà đục ra được vậy không không ráp hả anh? Không. Ồ, hay vậy ta. Sao vậy là cái khối lớn lắm mình mới ra được cái hình cái hình rồng vậy ha? Ráp rồi sơ sơ thôi, chỉ như cái râu cái răng nó rồi ráp sơ sơ thôi. Ồ. Cái đồng hồ là bằng cái lớp xe luôn đó các bạn. Quạt máy làm cái máy bay luôn. À. À, như là hình một chiếc máy bay. Đây, hai hai cái động cơ. Quá độc đáo các bạn, mô hình của chiếc máy bay hai động cơ ha. Cái có bánh luôn ha. Hay quá. Đây là lối lên trên cái cung điện lâu đài vậy nè các bạn. Shop. Đây. À. Cái chất liệu là shop thì nó bọng bọng ở trong rồi các bạn. À, ở đây kêu nó bọng bọng ha. Ồ, hay quá. Đây là à, cái này phải nói là có 102 luôn các bạn. Ủa là cái shop đó là mình trộn với lại bê tông hay sao anh? Không, cái shop rồi gọi là vừa hồ mình keo. Trét lên. Keo vữa vậy đó ha. Đúng rồi. Hay quá các bạn ơi. Đây mình lên đây mình nhìn thấy toàn cảnh cái khu tham quan ở dưới nè các bạn. À, này sau thì lại là có một cái núi ha. Cái địa thế cái chỗ đây cũng rất hay các bạn. Này gọi là đằng sau gọi là cái gì anh ta? Cái núi kia là núi Mặt Quỳ á. À. Đằng sau gọi là Tọa Sơn đó các bạn. À, Tọa Sơn thì có cái núi cao thì địa thế rất là hay các bạn. Từ trên thì quay góc này thấy cái lâu đài xa xa nữa. À. Lâu đài ở trong cây xanh này nó lên từ trên đó. À còn nữa. Còn tầng nữa. À đây còn cái hồ bơi mà chưa có hoàn chỉnh các bạn. Đây có cái từng cái ngõ ngách để đi lên ha. Đây tôi đi hơi thấp thấp chút à. Cái này hơi hơi cẩn thận đụng đầu nhau ơi. Chà. Ồ hay quá. Cái công điện này nhìn dưới lên thì cái đoạn này nè giống như là các cái lâu đài của Hàn Quốc vậy. Dạ. Cái kiến trúc đây của Hàn Quốc. Dạ. Nhưng nhìn xa xa cái là hơi giống Ai Cập. Đúng rồi, nhìn cái khung không gian này giống Ai Cập nè. Ai Cập cổ đại. Dạ. Hoặc là Hy Lạp gì đó. Dạ okay. Đúng rồi, đúng rồi. Hơi giống giống thôi chứ nó không hoàn toàn giống. Dạ. Cái có những cái vết gãy rồi ra nữa nè các bạn. Rất là hay ha. Đây. Nó mới thể hiện được cái cổ kính các bạn. Thấy xa xa đằng kia thì có cái lâu đài ảnh cũng đang làm đó, cái đó thì cái gì cái spa ha anh? Ngày mai sẽ làm khu spa, lâu đài bằng xốp á, bằng lốp á. À cũng bằng lốp luôn. Cái đó diện tích khá rộng. Xa lên sau thì có cái dãy núi cũng hay quá ha. Em mê cái đất này là vì cái núi đó. À. Hay quá. Bạn thấy có hai cái chú chuột ở dưới nè. Hai chú chuột này thì ý tưởng từ cái chuột sa hữu nếp các bạn. Nhưng ở đây thì nhân cách quá nó lên thành là chuột sao anh? Chuột tha tha chứ không phải là sa nữa các bạn. À, chuột sa hữu nếp lại là
là quá sướng ha. Còn chuột mà tha hũ nếp là phải có làm mới có ăn nha các bạn. Đó, đúng rồi. Đó, thành ra cái ý tưởng nó là xuất phát từ cái mà cổ mà lại hiện đại trong đây. Rất là hay. Ở cái ngôi nhà từ cây thị nha các bạn. Ngôi nhà từ cây thị thì cũng là hai tầng nữa các bạn. Hay quá. Nơi này là cái sân khấu nè các bạn. Đó, một cái sân khấu mini có thể biểu diễn được mà. Đó. Thì ở dưới đây các bạn, ha, dưới sân chơi mình có thể mình nhìn tham quan lên cái chỗ sân khấu này được các bạn. Ý tưởng rất là hay ha. Tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà sân khấu gia đình. Dạ, độc đáo ha. Tất cả những cái mà mình làm là ý tưởng là từ anh nghĩ ra hết anh Phúng. Anh Phúng là cái người thật là phải nói là có một cái ý tưởng, mình nghĩ là người ta nhân cách quá trong cái những cái mà hiện đại và những cái mà cổ nữa các bạn ơi. Thành ra mình thấy rất là hay. Đây là những con cá chép. Muốn nhắc đến cái tích là cá chép hóa rồng. Mỗi con người chúng ta đều có những cái khó khăn phải vượt hết. Khi vượt được lên trên thì trên có hai con rồng ở trên hai bên đại hóa long rồi đó. Xin coi bên đây thấy hai con rồng, bên này có con nữa. Thì mỗi con có một cái tư thế khác nhau. Các bạn thấy cái hồi nãy giờ mình chưa qua cái chỗ cái ý tưởng bonsai mini của ảnh nè các bạn. Ở trên mình nhìn xuống quan sát thì thấy rất là rõ cái nguyên một cái khu mà nhỏ thôi. Tức là cái này là cũng là một cái ý tưởng hay nữa các bạn, nhưng mà anh Phúng thì ảnh có chia sẻ là mới bắt đầu hình thành các bạn ơi. Thành ra cái mô hình mà bonsai mini của ảnh thì đang hình thành nè các bạn thấy, thì tương lai thì ảnh có thể nhân rộng cái mô hình này ra. Đặc biệt thì ý tưởng là làm những cái cây bonsai thật là nhỏ các bạn, mà những cái giống cây thì đặc trưng của quê nhà các bạn, tức là đặc trưng của thành phố Nha Trang này, để có thể phục vụ cho cái khách du lịch tương lai các bạn ơi. Cũng rất hay ha. Đó. Ủa, các bạn thấy cây sồi này các bạn. Cái sồi lớn mà ảnh cắt lại thành cái thân cây bonsai luôn các bạn thấy không? Bonsai siêu khủng. Bonsai khủng luôn các bạn. Siêu mini là siêu khủng. Ở dưới thì thấy có cái cây sam lũa nữa các bạn. Nguyên cái lũa riêng của nó luôn ha. Đây nè, sam ngọc các bạn. Cái này kim quýt hả anh? Ủa không phải. Quên dưới cây nó rồi. Cái này có hoa, nó như hoa đào, hoa đẹp lắm. Nó giống. Quên dưới cây mất từng cây vùng này luôn. Nó giống kim quýt ha, nhưng mà không phải kim quýt. Không phải kim quýt. Đọc cho ta. Cái này là nó giống như găng cũng phải luôn anh ơi. Cái hoa đẹp lắm, cái hoa này nó hoa như màu hoa nào đẹp ghê lắm. Dạ. Ồ, hay ha. Quái. Đây là lấy học hỏi từ cảm hứng của anh Đông này. Phong cách quái đó các bạn ơi. Rất là độc đáo luôn á. Hay quá. Ồ, hình người luôn các bạn. Hai bên luôn á, hai vệ sĩ luôn á. Đây là quầy ba, quầy bán nước nè các bạn. Có những cây rất là hay nè. Này, bộ bàn ghế cũng bằng lớp hết các bạn. Đó. Sơn liễu nè. Đó. Sơn liễu là ghép vô trong cái lũa đó các bạn. Đó, lũa đó tượng trưng cho giống như là cái núi vậy ha. Đó. Cây mọc trong vách núi ra đó các bạn. À, quá hay luôn ha. Cái các bạn thấy xa cái đó là cái gì không? Cái lo các bạn ơi. Cái lo này các bạn. Lo được ráp vô trong một cái vỏ xe rất là lớn các bạn. Độc đáo người ta. Nói chung thì mình vô đây mình cảm thấy là hình như là mọi vật dụng các bạn, mọi vật dụng đều có thể làm từ cái lớp xe ra được hết á.
Nhưng mà trước mắt thì mình thấy những cái này thôi, chứ mình nghĩ là ý tưởng nằm trong anh Phúng chắc nhiều lắm à. Không biết còn cái gì nữa anh Phúng ha. Rất là nhiều. Thì cái này là cũng mới thôi bạn, tương lai ảnh còn làm nhiều lắm. Hay quá. Đó, những cái đồng hồ các bạn thấy không? Thì cái này là mình mới khai trương mà tương lai mình còn làm nhiều nữa anh. Đúng rồi. Ủa cái các bạn, cái lợp máy nè các bạn. Bằng lớp luôn. Bằng lớp toàn bộ ha. Lớp toàn bộ. Ồ. Đồ nhiều lắm nhưng mà chưa kịp trưng bày, trưng bày chật quá đem vào kho, đang cất vào kho cả. À, cái này là mới các bạn ơi, mới khai trương đâu có mấy ngày nay thôi mà. Thành ra là cũng chưa có hoàn thiện lắm. À. Mai nữa các bạn. Mai mai quấn các bạn ơi. Mai quấn các bạn thấy mai quấn nó nở là kính luôn ha. Ồ wow. Quá đẹp luôn bạn. Tuy là cái góc nhỏ xíu ha nhưng mà cái hoa nở rất là đạt các bạn. Hoa nở rất lớn luôn ha, cái nhỏ dưới nè. Độc đáo không? Này chỉ cầm lên tay nữa các bạn ơi. Ha. Đó. Vậy thì cái dòng mai quấn này các bạn thấy thì nở rất là đạt các bạn. Hoa này chuẩn luôn á, hoa này là lớn các bạn, không có phải như là mấy hoa nhỏ đâu, hoa lớn chuẩn luôn. Đẹp lâu dài luôn. Rất là hay nha. Nếu mà mình chơi mà dạng mini thì chọn cái này cũng hay. Khỏi mất công uống luôn ha. Quá hay luôn. Bên đây có khúc trầm quá trời lớn nữa nè. Wow. Cái này là có cấy không anh hay là tự nó có gì anh? Thiên nhiên luôn ha. Cây đâu to này, trồng không to này đâu. Cái này có trăm năm. Quá trời ha. Vậy là những cái vỏ, cái giác nó là mình đã bốc. Đã làm đi rồi. Dạ, bốc công rồi. Làm này cũng rất công phu. Dạ, người ta tách. Cái phần còn lại là trầm đấy, trầm thực luôn đấy. Dạ, trầm này là gọi là trầm chỉ đó không anh? Hay là trầm sao đâu? Trầm chỉ đúng không? Trầm khối. Trầm khối. Chỉ là nó quý hơn, nó nhỏ hơn, nó quý hơn, nó đen hơn. Nó đen hơn, à. Còn là nguyên khối thì nó có lộn cái giác trong đó. Đúng rồi, cái giác. Mai nè các bạn. Mai được trồng vô cái bình cũng độc đáo nè các bạn. Đó. Cái lỗ bình này cho nó vô ha. Đây là tác phẩm mai ghế đấy đâu ơi. Mai gì anh? Mai ghế. Mai ghế. Mai ghế là mê gái. Các bạn có nghe anh Phúng giới thiệu cây mai không các bạn? À, anh Phúng giới thiệu là chia sẻ cho các bạn là cây mai ghế các bạn. Mai ghế thì nếu mà đọc ngược lại cái thì cũng dễ cười lắm các bạn. Là mê gái. Ô đây cây đó là cây này nó đi hư anh. Cây dúi. Cây dúi mà nó. Lạc lá đây đấy. Ủa còn hả? Ồ đúng rồi, cái dúi đang ra lá các bạn. Độc đáo không? Chơi cái xương sóc tí. Cái bình chổng ngựa con. Ủa cái cọng dây này cảm giác nó yếu quá vậy anh? Không bao giờ đứt lên được đâu. Từ lốp xe đó. Ủa vậy hả? Chà, thấy ghê quá vậy anh. Ừ, cái này nó kéo 200kg không sao? Trời. Độc đáo các bạn ơi. Này là gọi là mình có thấy đâu trên mạng là có cái chỗ nào mà ta chuyên trồng cái bonsai treo nè anh. À đó đó. Là cũng dạng này nè. Ý tưởng này cũng hay các bạn. Đợi diện tích. Yeah. Bạn thấy đây có những cái vật dụng cũng hay các bạn. Túi sách. Yeah. Túi sách. Nhỏ lớn luôn. Rồi nón nữa kìa. Hoài nó thưởng thức cái nón đội lên. Cảm giác sao Hoài? Giống cao bồi. Cao bồi à? Này da cởi ngựa nữa ha. Có cái súng mà ngắn nữa ha. Bắn cái thổi xì. ngược cái đó rồi. Quay lại. Phải không? Ủa, đúng rồi chứ anh. À. Đọc quá, à, giống cao bồi ạ. À. Này có cái súng đưa mày nữa, ngon ha. Cải ngựa nữa. Súng AK bị Tuấn Nhiên kia lấy rồi. Nè các bạn thấy cái túi tùm lum lội nè các bạn. Độc đáo ha. Quá hay luôn. Lật kỹ à. Cặn ra cái đó là cái gì, cặn vệ trung thành đó. À, còn món này nữa, đọc nó nè các bạn, anh Phúng. Anh giới thiệu cái món này đọc các bạn. Đấy, đó, cái vòng tay nè các bạn ơi. Đeo 3 năm nay rồi. Trời đất ơi, độc đáo luôn ha. Bằng cái vỏ xe luôn nha các bạn. Chắc có lẽ sơn ha, cái màu của nó vậy. Màu đó mày luôn. À, cái loại xe đỏ. Lốp xe màu đỏ. Ồ, độc đáo các bạn ơi. Nè, chỉ cái lốp xe nó nằm trong này các bạn. Chứ không phải là nó chơi ha, thiệt ha. Rồi còn món gì nữa. À. Trời ơi trời, tôi bó tay anh luôn rồi đó. Quá dữ luôn, như nịch luôn.
Ô, mai mốt con tới đâu dài đó, đâu dài chưa phải không? Dài có, mà nó nặng quá không ăn được. À, quá độc luôn các bạn ơi. Đó, còn cái chỗ này là cái chỗ uống cà phê nha các bạn. Lên luôn ha. Đó, có những cái này là cái gì? Của cái chiếc xe cài hay gì nè các bạn. Hay quá. Đó, cái này là cái mái nhà đó các bạn. Cái mái nhà, cái lớp xe này, cái lớp xe mà cắt ra ha, cái bấm ghim lại các bạn ơi. Đó, bấm ghim lại thì nó thành cái mái nhà nè. Ú, độc chứ ta. Cái này thì biết đời nào mà hư nó luôn rồi đó. Không bao giờ hư rồi đó. Các bạn biết lớp xe này nó chắc cỡ nào rồi. Quá. Wow. Mái nhà nữa kìa. Đủ thứ đồ luôn bạn. Cái võng đừng có nói là bằng lớp xe luôn nha. Lớp xe. Trời ơi thiệt luôn các bạn ơi. Đang từ xe. Đang từ cái lớp xe cắt ra nè bạn. Cái dây á, cái dây chỉ của lớp dây xe đó. Lớp xe đúng rồi. Trời ơi, chỉ lớp xe nó chắc cỡ nào. Đây là cái khăn von. Khăn tròn luôn. Ồ, hay quá trời. Mái tóc đây. À, mái tóc luôn kìa. Đội đội ra đi. Là mái tóc già luôn. Này mái tóc người thương. Giờ nó ra đi, giờ nó lên quá dữ bạn ơi. À, cái này là cái bằng mỏi da đỏ đúng không? Mỏi da đỏ. Rồi tao cho mày về, mày về rừng ở luôn ngoài ơi. Quay đâu quay sao lên coi. Nhắm được tao cho mày vô rừng ở. Mọi da đỏ các bạn ơi. À, quá dữ luôn ha. Này bình trà các bạn. Nguyên bộ ấm trà luôn ha. Bình cắm hoa gì tùm lum hết. Trà clip thì lên. Quá dữ luôn. À. Áo này là giống như là áo giáp mà. Đó, áo giáp. Đó, áo giáp mà. Ừ. Ú, độc ta. Cái này đi đánh trận là không bao giờ thua. Bây giờ giáp phượt á, đi Honda giờ hầu hết phần mày mặc giáp đó. À, giống giáp phượt mà. Giáp phượt đó. Dạ. Hay quá. À, rồi thì hôm nay mình cũng có dịp ra thành phố Nha Trang các bạn thì cũng được anh Phúng ảnh mời lại ghé tham quan cái công viên mà độc lạ của ảnh các bạn. Thì cũng có quay clip lại chia sẻ các bạn xem. Thì các bạn nào mà có dịp mà ra Nha Trang thì có thể lên cái điểm du lịch độc lạ này để mà mình chiêm ngưỡng những cái thứ mà giống như là có một không hai vậy các bạn. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. À, các bạn xem video thì cũng nhớ chia sẻ với người cùng xem, đặc biệt là nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình các bạn ơi. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.